Danh sách lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án Nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo của Tòa án Nhân dân tối cao hiện nay là Chánh án Nguyễn Hòa Bình. Ông sinh năm 1958, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn, phó giáo sư, tiến sĩ luật. Ngoài là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông còn đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng. Giúp việc cho Chánh án là 5 phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, bao gồm ông Nguyễn Trí Tuệ, ông Nguyễn Văn Du, ông Dương Văn Thăng, ông Nguyễn Văn Tiến, ông Phạm Quốc Hưng. Về cơ cấu tổ chức của Tòa án Nhân dân tối cao, cơ cấu tổ chức của Tòa án Nhân dân tối cao bao gồm Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao bao gồm các thành viên Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, 5 phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao: thẩm phán Nguyễn Văn Thuận, thẩm phán Phạm Quốc Hưng, thẩm phán Lương Ngọc Trâm, thẩm phán Trần Văn Cò, thẩm phán Ngô Hồng Phúc, thẩm phán Lê Văn Minh, thẩm phán Ngô Tiến Hùng, thẩm phán Trần Hồng Hà, thẩm phán Nguyễn Văn Dũng, thẩm phán Đào Thị Minh Thủy và thẩm phán Nguyễn Biên Thùy. Bộ máy giúp việc của Tòa án Nhân dân tối cao bao gồm Văn phòng, Cục Kế hoạch Tài chính, Chính vụ, Ban Thanh tra, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án Nhân dân và cuối cùng là Học viện Tòa án. Trụ sở mới của Tòa án Nhân dân tối cao được đặt tại 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 024 627 41133.